một cái quá trình sau khi mà lắp đặt xong cái bộ camera 360 của ZTEC đây, anh em thấy là sau khi lắp hoàn thiện thì em bên em sẽ trải một cái bạt như này để căn chỉnh lại hoàn toàn cho anh em, để làm sao mà cái hình ảnh nó vuông và đẹp nhất. Đấy, nó sẽ đẹp như này. Và mắt cam thì cũng có 4 mắt cam, một mắt cam sau này. Đấy, đây là mắt cam sườn trước này. Đây là mắt cam trước này, sẽ lắp vị trí đằng trước này, và mắt camera bên phải. Đấy, 4 cái mắt cam này nó sẽ được hiệu chỉnh và căn chỉnh đồng thời để tạo ra một cái khung hình đẹp nhất. Đây là cái khung hình ảnh mà sau khi mà đã căn chỉnh xong. Bật đi. Được, cho anh nhìn lên YouTube nhé. Đây anh em thấy đây, đây là sau khi mà cái hình ảnh mà căn chỉnh xong này. Đấy, nó sẽ về vuông hết như thế. Để khi mà anh em xin nhan phải thì sẽ có hình ảnh cam bên phải. Đấy. Còn khi mà anh em xin nhan trái thì nó sẽ có hình ảnh của camera bên trái. Giả cam nó sẽ về quay về cam trước cho anh em. Còn khi anh em về lùi nó sẽ về camera lùi cho anh em nha. Đấy. Để quan sát phía sau. Đồng thời cái bộ màn hình cam 360 này hỗ trợ những cái phần mềm chỉ đường, cảnh báo tốc độ, cảnh báo giao thông cho anh em rất là tiện lợi. Đấy, ra lệnh giọng nói, bấm khiển vô lăng trên điện thoại, à trên vô lăng. Đấy, rất nhiều tính năng hữu ích, và đồng thời nó còn ghi hình đồng thời cả 4 mắt cam này nha anh em nhá. Đấy, anh em nào mà đang muốn lắp cam 360 hoặc là muốn nâng cấp màn hình đến ngay với Akala Thái Nguyên anh em nhá.